chiều ở nơi đây chiều không thấy khói, xuân sang không mai thắm pháo hồng. Sao con vẫn thấy lòng dày dứt nhớ quê nhà đêm lửa chiều xuân. Một dòng đẩy đến vang lời mới. Và sau đây thì em sẽ bên riêng, em sẽ cắm kính thiên nhạc sang một chiếc âm đi đời cũ để chúng ta có thể so sánh được là sự khác nhau giữa các đời âm ly và những cái tín hiệu đưa ra nó sẽ như thế nào. Vâng, sau đây thì em sẽ để nguyên như này và sẽ rút tín hiệu mang sang. Ok các anh em chờ em một chút nhé, bên kỹ thuật sẽ đi vào thao tác. Vào cái thao tác luôn để chuyển đây. Trước khi đến thì em xin nói luôn là đây những chiếc âm ly mà bên em chúng em đang thu hồi về. Cũng thứ nhất là trong cái video này sẽ để các anh em thấy được luôn là cái chất lượng của hai sản phẩm nó khác nhau vì nó mang tính chất công nghệ. Trên X7 thì nó quá nhiều công nghệ đi kèm. Còn trên âm ly thì nó sẽ là phổ thông như thế này. Và cái này so sánh là em không có âm ly mới, nhưng những chiếc âm ly cũ này thì em đổi cái chiến dịch mà chúng em đổi từ âm đi cũ lấy đẩy lên vang thì đã đổi được khá là nhiều, và em chọn hai con còn tốt nhất đây để thử cho các anh em. Và chỉ luôn là cái khó khăn khi các anh em đang sử dụng âm ly thuần âm ly hát karaoke nó sẽ gặp khó khăn gì, và khi các anh em muốn nâng cấp lên thì sẽ tốt cho các anh em như thế nào, giả dụ khi nghe nhạc và karaoke nó sẽ khác biệt. Đấy, đúng như chiếc âm ly như thế này nó đang có những cái hiện tượng như dùng lâu năm quá rồi thì nó bị lẹt xẹt. Thì rõ ràng là chúng em vẫn chấp nhận đổi và vẫn thu mua về với cái mức giá là 1 triệu đồng để đổi sang cho các anh em khi còn đẩy X7 DAC. Thật ra những con âm ly này thì các anh em đem đến thợ người ta chỉ giả các anh em 100-200 ngàn đồng thôi. Đấy, 200 nghìn đồng, 300 ngàn đồng thôi. Chứ không bao giờ có chuyện chúng em thu mua giá cao. 5, 6, 2, 1. Đấy, bắt đầu hơi rú rít rồi đấy. Rồi mãi câu đồ tăng hết cô lên cho ta. Tăng hết lên cho các em để bảo mình là dìm hàng mẹ âm ly quá. Như bóng nắng xuân hoa. Mẹ ơi xuân lên thêm lần nữa. Con vẫn chưa về mẹ nhớ mong.
nhỏ bên mic không nha. Dít cháy chép. Có mơ một ngày về bên mẹ để vui bên lửa sao thưa. Có mơ một ngày về bên mẹ để vui bên lửa sao. Ok, giờ tắt nhạc đi để chia sẻ các anh em một chút. Dạ vâng, cái hiện tượng chắc chắn các anh em đang sử dụng âm ly thì sẽ gặp cái hiện tượng như vậy. Và tiếng echo nó không được mượt này. Và thứ hai nữa là khi chúng ta hát mở nhỏ mic thì nó hát nó rất nặng, mà tăng cái mic lên một tí là sẽ bị rít. Đó là cái tình trạng chung của những cái dòng âm ly mà âm ly liên doanh hay âm ly kể âm ly hàn đi chăng nữa, những cái dòng âm ly mà nó cái trùng hú nó kém, đó cái tình trạng chung rồi. Kể cả có 2.3, 5.06 hàng comi xịn mà hàng bãi các anh em mua 12, 15 triệu, thậm chí có con 5.06 lên đến 18 triệu đồng. Cái echo nó mượt nhưng cái khả năng trùng hú nó kém. Nếu chúng ta căn chỉnh không đúng thì nó sẽ sinh ra cái hiện tượng lắc sen hàng zit. Nó sẽ không thể dễ dàng sử dụng, dễ dùng như con X7 DAC này đâu. Ở đây thì em không mang tính chất là dìm âm, dìm hàng về âm ly, nhưng em mang lột tả lên mà cái các anh em đang gặp cái khó khăn ở trong quá trình sử dụng âm ly. Thứ nhất là không có đường cổng quang, thứ hai không có Bluetooth, đó. Thứ ba là cái khả năng trùng hú kém và echo cứng, không được mượt. Và công suất thì nó đánh ra nó không được khỏe, cũng như là cái xử lý nhạc nó không được nét như trên những cái dòng đẩy công nghệ số bây giờ. Vì sao ạ? Vì nó được tích hợp, mà đơn giản là con X7 của em nó được tích hợp đầu giải mã DAC X7 là tính năng download nữa. Đấy. Mặc dù em đang sử dụng hai con âm ly cũ, nhưng đây là hai âm ly em đổi. Cái chiến dịch vừa rồi em đổi âm ly cũ lấy đẩy X7 DAC thì em chỉ luôn là đây, những cái chiếc âm ly của các anh em thu mua về đây. Nếu thật sự các anh em đem ra thợ, người ta chỉ giá các anh em 200.000 đồng thôi. Đấy. Và nếu các anh em mà đem đi bán cho đồng nát thì được 50 là cùng. Nhưng mà chúng em sẵn sàng thu mua về giá 1 triệu đồng để bán sang cho các anh em những chiếc đẩy X7 DAC mới. Những cái yếu tố như vậy đang được bên chúng em áp dụng, cũng như hãng Quý Quốc tài trợ, thì nên các anh em có nhu cầu mà đang sử dụng những chiếc đẩy như này này, đang sử dụng những chiếc âm ly cũ như này mà gặp cái vấn đề như là hát nó bị nặng mic, tăng lên thì bị rú, đấy, tiếng nhạc không hay, thì có thể liên hệ chúng em để đổi, hoặc là nâng cấp, hoặc là có thể em sẽ, nếu các anh em không đủ tài chính để đổi các thêm 6 triệu lấy con kia, thì chúng ta có thể là mua thêm một con vang. Ở đây chúng tiện này tay ghép thêm cho các anh em luôn một con vang, tắt nguồn đi đó nhá. Ghép em sẽ ok Khánh đi lấy cho anh hai cái đầu găm nông, thì các em có thể nâng cấp cho mình, mua thêm cho mình một con vang về để chúng ta ghép với cái vang, ghép với âm ly. Đây lấy con vang này sang trước đã, để tút hẳn đấy ra, tí nữa cái đấy tút hẳn cái đấy, tí nữa cái đấy thì sẽ cắm trực tiếp vào mấy âm ly. Đây cắm vào vang, em xin lỗi, đấy lấy luôn. Ở trong hộp có hai đầu chuyển găm nông cái đấy, sao lại không lấy được là nào. Đó. Thì em cũng xin hướng dẫn luôn. Ở đây mình có cả dây AV nữa mà. Chung đi ra lấy dây AV với hai đầu ngâm đông ở cái hộp giấy kìa. Thì em cũng hướng dẫn luôn các anh em là cách kết nối nhé. Cách kết nối. Cách cắm kết nối. Đó, cách cắm kết nối. Thì đây đằng sau đây ạ. Đây cái nhân nghe lên cho các em nhìn rõ đó. Ok. Cắm kết nối thì cái đường găm nông được. Ok, cái đường kết nối thì đây ạ, em sẽ chỉ luôn chiếc vang T9 của em. Giá vang này nó đang có mức giá rất yêu thương nhá, là 2.5 triệu. Đây cắm đường này ráp ra. Khánh lấy cái dây nguồn nữa. Cái đường này chúng ta sẽ cắm vào cái đường A này, tút cái đường A này ra, tút cái dây từ tín hiệu nhạc. Đó, giữ nguyên cầu chữ U nhá, các anh em lưu ý cho em giữ nguyên cầu chữ U. Ok nào, là chính cái sợi này sẽ cắm vào cái đường in 1 của, kéo ra một tí, cắm vào đường in 1 của vang. Rồi chờ em một chút, em lấy dây nguồn, em lấy dây nguồn của vang là chúng ta ghép nối thành công mà. Đơn giản lắm, rất là đơn giản. Tới không, cố lên một tí, dây nguồn nó hơi ngắn, cẩn thận mất hết sập nguồn TV lại mất thêm 5 đến 10 phút nữa xong việc. Thời gian có hạn ạ, không phải các anh em cũng có nhiều thời gian để xem. Rất là cảm ơn các anh em đã bớt chút thời gian để đồng hành cùng chúng em.
Đấy, nếu đối với những cái tài chính các anh em mà thôi không cần nữa, đủ rồi, dây kia đủ rồi. Đối với tài chính của các anh em mà thiếu không đủ đến tận 6 triệu. Không đủ đến tận 6 triệu để đổi một chiếc âm ly cũ sang một chiếc âm ly để liền vang mới của chúng em thì có thể là tham khảo cái cách thứ hai. Cách thứ hai là gì ạ? Dây nguồn đang bị ấy. Cách thứ hai là có nghĩa là chúng ta sẽ đầu tư thêm 2 triệu nữa, 2 triệu 500 ngàn đồng nữa, mua một chiếc vang về ghép với âm ly. Vặn vặn nhỏ tiếng ở trên vang đã, không còn nó vặn hết đi á. Đấy, dập hết đi. Để mua một chiếc vang về ghép với chiếc âm ly. Đấy là sẽ tiết kiệm được chi phí. Và thứ hai nữa là, và thứ ba nữa là nếu mà các anh em đang sử dụng âm ly, các anh em thấy âm ly của mình vẫn tốt mà bán thanh lý 1,5 triệu, các anh em thấy tiếc thì các anh em có thể giữ lại và thêm một chiếc vang nữa thì cái chất lượng nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Em cam kết là hay hơn rất nhiều. Đó. Chống ngũ tốt, hát hay, nhạc hay. Các anh em nghe đơn giản nhạc đã bắt đầu có tiếng hay hơn rồi đấy. Con âm ly này nó hơi bị lẹt xẹt một tí. Âm ly trên thì lại không có dây cắm. Chọn nguyên lại cái bản nhạc ban nãy đi. Đó, nếu mà cái trường hợp như vậy thì chúng ta có thể mua thêm, chúng ta tiếc cái âm ly, chúng ta có thể mua thêm vang và chúng ta ghép chỉ với mức đầu tư 2,5 triệu thôi. Chúng em sẽ có hai gạch đầu dòng cho các anh em khi mà phối ghép một bộ combo mà không được hoàn chỉnh từ đầu đến cuối. Còn thực ra nếu mua âm thanh, mua nghe, mua âm thanh nhá, Thành lấy cho anh đi tôi biết. Nếu các anh em mua sắm một bộ karaoke nên nhờ các kỹ thuật viên của đơn vị bán hàng họ xét cho các anh em từ A đến Z thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Đấy các anh em nghe, mất đi cái khả đấy. Mic vẫn to. Chiều ở nơi đây chiều không thấy khói. Tăng echo lên. Xuân sang không mai thắm pháo. Thay cái vang và nó sẽ khác hẳn hoàn toàn luôn. Sao con vẫn thấy lòng dày dứt. Nhớ về nhà bên lửa chiều xuân. Nhà ở nơi đây không có ngõ sâu. Biến chứng quê mẹ ở đó. Nơi đâu. Đó, cách thứ hai đều khá là hợp lý các anh em ạ. Từng vừa tiết kiệm lại vừa tiết kiệm đi cho mình. Mỗi hương lòng con mỗi nỗi sầu. Xuân sang mẹ vẫn còn chờ mãi. Mắt lệ hoen mờ nỗi nhớ vì trên này thì chúng ta sẽ chỉnh tất trên cái vang nhá, còn âm ly chúng ta giữ nguyên, không cần chỉnh gì nữa. Không thể tìm để chân dầu. Ok, vừa rồi đấy các anh em. Đấy, tránh được cái tình trạng mà zip mic và khi chúng ta hát mic rất nhẹ, đó là cái ghép thêm cái thứ hai là chúng ta ghép thêm vang với âm ly. Đấy, nếu mà trường hợp chúng ta không đủ tài chính để nâng cấp lên hẳn con X7 DAC thì chúng ta sẽ lựa chọn cái kia. Đó là cái thứ hai, bước thứ hai để chúng em đưa đến cho các anh em. Đấy. Đó là cái mà chúng em trong cái video này chúng em muốn chia sẻ các anh em là cái
cái điều kiện, cái tài chính kinh tế của mình. Đấy, nếu không đủ khả năng để nâng cấp lên những chiếc đẩy rời, vang rời và những chiếc nâng tiếng, hoặc là mua đứt luôn hẳn một chiếc đẩy X7 DAC, thì những chiếc âm ly của các em đang sử dụng nó có vấn đề trục trặc ấy, chúng em có thể hỗ trợ các em đổi sang những cái thiết bị mới như vậy. Hoặc nếu không đủ tài chính để mua đổi các thì chúng ta có thể cân nhắc đến cái gạch đầu dòng thứ hai mà chúng em đưa ra các anh em, đó là mua thêm một chiếc vang nữa về ghép thêm với âm ly thì vui như vừa rồi mà bên ca sĩ chúng em hát tặng các anh em đấy, nó dễ hát hơn hẳn, echo nó mượt hơn và cái khả năng chống hú chống rít tốt hơn và nhạc nó sẽ sạch hơn, hay hơn.